Nhằm phục vụ người dân và du khách đến với khu du lịch Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và dịp cao điểm du lịch hè, thành phố Hải Phòng sẵn sàng phương án phân luồng giao thông, tăng cường các lực lượng điều tiết hướng dẫn du khách nỗ lực giảm ùn tắc tại bến phà Đồng Bài, Cái Viền. Hải Phòng tạm dừng chuyên trở xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà Đồng Bài theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà kể từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 và trong các ngày nghỉ cuối tuần từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7. Thời gian hạn chế từ 9 giờ đến 13 giờ trừ các xe ưu tiên theo luật định. Trong thời gian tạm dừng nêu trên, các phương tiện bị hạn chế có thể lưu thông qua phà Tuần Châu Gia Luận, người dân và hành khách du lịch lưu thông bình thường qua phà, phương tiện đường thủy khác hoặc cáp treo. Bố trí các lực lượng tổ chức điều tiết phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ùn tắc giao thông qua phà Đồng Bài. Điều chỉnh tạm thời hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 14 trên đảo Cát Bà có hành trình từ thị trấn Cát Bà đi phà Cái Viềng và ngược lại bổ sung thêm một điểm dừng đón trả khách tại ga cấp Treo Phù Long và tăng tần suất hoạt động từ 35 phút một lượt, 40 chuyến một ngày lên thành 20 phút một lượt, 60 chuyến một ngày. Thời gian thực hiện vào các ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và các ngày trong tháng 6, 7 và 8.